Kawasaki Ninja H2SX là mẫu sport touring của dòng xe đình đám thường được giới trẻ Việt Nam nhắc đến, đó là Kawasaki Ninja H2. Tại thị trường Việt Nam hiện nay, mẫu xe này cũng đã được bán ra. Mức giá của nó dao động ở vào khoảng 1 tỷ đồng. Mẫu siêu mô tô phượt này sở hữu thiết kế góc cạnh đặc trưng tương tự như người anh em Ninja H2. Tuy nhiên, Ninja H2SX được Kawasaki thiết kế lại với tay lái rộng và cao hơn, dàn đế chân thấp hơn, cùng phần đuôi hoàn toàn mới để phù hợp với kiểu dáng sport touring. Phần đầu xe không có nhiều khác biệt so với mẫu Superbike Ninja H2. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED. Tuy nhiên, đèn pha gương cầu lớn hơn đôi chút và có thể tự động điều chỉnh góc chiếu. Đèn xi nhan được tích hợp ngay trên gương chiếu hậu. Phần đuôi của H2SX không vuốt nhọn như H2 thường, thay vào đó là nét thiết kế cơ bắp đúng bản sắc với một mẫu xe đường trường. Đèn hậu vuông vắn, tách biệt hai phần rõ rệt. Hệ thống đèn xi nhan được thiết kế hạ thấp, nằm ở phía dưới dày sâu, sát với bát biển số. Thêm vào đó, phần đuôi này còn cổng thêm hai thùng chứa đồ. Theo Kawasaki, hai thùng này có trọng lượng là 4 kg. Ninja H2SX có hai từ chỗ yên là tiêu chuẩn và thấp hơn, với chiều cao lần lượt là 835mm và 820mm. Đồng hồ trên H2SX là màn hình LCD màu thay vì đơn sắc như H2 thông thường. H2SX được trang bị đèn pha LED tự động thay đổi góc chiếu. Có một điều đáng tiếc trên mẫu siêu mô tô này, đó là hệ thống khóa vẫn là dạng truyền thống. Xe có trọng lượng khô là 256kg. Dung tích bình xăng của xe là 19 lít. Xe được trang bị bộ bánh lớn, kích thước là 120-70-17 ở phía trước và 190-55-17 ở phía sau. Hệ thống treo trước hành trình ngược upside down với đường kính 43mm. Phục sau dạng đơn loại Unichuck, cả hai phục đều có thể điều chỉnh được. Phanh đĩa kép trước có đường kính là 320mm, 4 bít tông và phanh đĩa sau là 250mm. Hệ thống ống xả của xe được tinh chỉnh nhỏ hơn, giảm đến 3kg trọng lượng. Mâm xe có thiết kế dạng hộp kim 5 cháo kép khá đẹp mắt, giống như người anh em Ninja H2 và Shimoto H2R. Cùng với đó là thiết kế gấp sau dạng đơn. Ninja H2SX được trang bị động cơ siêu nạp 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 998cc. Động cơ này sản sinh công suất tối đa là 197,3 mã lực tại vòng tua 11.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 137 Nm tại 9.500 vòng trên phút. Hộp số 6 cấp và xe còn được trang bị hệ thống quick shift 2 chiều. Cùng với đó là hàng loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống kiểm soát và đo lường quán tính IMO, kiểm soát lực kéo, hệ thống chống bó cứng phanh thông minh hơn. Hiện tại Kawasaki vẫn chưa công bố mức giá chính xác cho mẫu xe này. Tuy nhiên mức giá không chênh lệch quá nhiều so với người anh em là Ninja H2 Superbike và khoảng đâu đó trên dưới 1 tỷ đồng. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Cường Mô Tô.